Đang xin chào bạn, hôm nay đang xin hướng dẫn các bạn cách làm mồi câu cá chép chép sông. Đây là sữa bột hết hạn, sữa của trẻ sơ sinh, trẻ từ 1 đến 3 tuổi cũng là nó. Khoai, hay lòng vàng, bột mì tạo độ kết dính. Khoai và tiếp đến là đặc biệt là siro khoai môn, vị khoai môn này bạn, siro vị khoai môn này. Trước tiên các bạn gồm tầm 300g khoai với 100g bột mì, 100g sữa bột, tầm 50ml khoai môn, tinh siro khoai môn, cái khoai bạn bóp này, bóp vỏ bạn bóp này, tinh. Bóp tinh khoai. Cái này các bạn có thể để một không ai cũng được và để trong tủ lạnh câu dần nó được dùng dần được. Tủ lạnh thì nó không nó giữ được mồi được. Để ngăn mát tủ lạnh. Các bạn bóp tinh này. Là khoai rất thơm, bạn cho siro khoai môn vào nữa còn thơm nữa, cá ăn theo mùi mà bạn, đặc biệt cá chép rất thính. Đó, tinh rồi các bạn cho 100g bột mì, đây là sữa bột, cho 100g. Trộn đều. Đặc biệt sữa bột này bạn cho vào nó rất dẻo, dính tay luôn. Thì bạn cho ra bột mì trong dính tay đã, bạn trộn nó dễ. Thì bạn cho cân này nó có cái đo ml, đây bạn nhìn ml này, chữ ml này, đo được ml luôn, 314ml. Bạn lấy 50g. Lấy 36. Đấy, xong mùi rất thơm. Rồi.
tí nữa là đủ. Khoai nó đã thơm rồi, các bạn cho thêm siro khoai môn mà càng thơm. Rất dẻo. Tiếp đến các bạn cho mì. Trăm gram. Các bạn trộn đều. Dẫn trộn bây giờ về mồi như này. Có màu khoai môn. Là chuẩn. Thì cái mồi của mình vị khoai môn là chủ yếu, vị phụ thôi, sữa là phụ, khoai nói chung vị khoai là chủ yếu, sữa là phụ. Bạn đừng bóp, các bạn đảo như này thì bột mì nó sẽ dính đều hơn, bóp thì nó sẽ nhuyết. Ngồi bạn về được. Về được, về thành mồi câu hợp lý, màu đúng màu khoai môn. Vừa rồi Hải đang xin hướng dẫn các bạn làm mồi câu chép sông. Hải đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của những video tiếp theo của Hải đang phát sinh.